Thi Thiên 122. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Giê-ru-sa-lem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh trong các cung ngươi. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Thơ thứ ba của Giăng. Trưởng lão đặt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Jesus Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm, và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Chương 46. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi luận về các dân tộc. Về Ai Cập, luận về đạo quân của vua Ai Cập Pharaon Neco, bây giờ đóng gần sông Euphrat tại Cạc Kemit, tức đạo quân bị Nebuchadnezzar vua Babylon đánh đuổi về năm thứ tư đời vua Jehoiakim con trai Josiah vua của Juda. Hãy sửa soạn thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và đi ra trận. Hỡi lính kỵ, hãy thắng ngựa cởi lên. Khá đội mão trụ và đứng sắp hàng, mài mũi giáo và mặc giáp. Làm sao ta đã thấy sự đó? Chúng nó bị kinh hãi, đều quay lưng lại. Lính chiến vỡ tan, chạy trốn chẳng ngó lại đằng sau. Sự kinh khiếp khắp tứ bề, Đức Giê-hô-va phán vậy. Người rất lẹ cũng không thể thoát, người rất mạnh cũng không thể trốn. Về phương Bắc, trên bờ sông Euphrat, kìa, chúng nó vấp và ngã. Kìa, kẻ dấy lên như sông Ni-lơ, như sông lớn nổi sóng sôi bọt là ai? Ấy là Ai Cập dấy lên như sông Ni-lơ, các dòng nước nó sôi bọt như các sông. Nó nói, ta sẽ dấy lên bao phủ cả đất, ta sẽ hủy phá các thành và dân cư. Ngựa hãy xông tới, xe binh hãy rủi mau, hãy kéo tới lính chiến kia. Người Cút và người Phút đều mang thuẫn, còn người Ly đi cầm cung và dương ra. Ngày đó thuộc về Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là ngày báo thù,
Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình. Gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, có sự tế tự trong xứ phương Bắc bên sông Ơ-phơ-rát. Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ê-díp-tô, hãy lên Ga-la-át mà lấy nhũ hương. Ngươi dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được. Các nước đều nghe sự xấu hổ của ngươi, tiếng rên xiết của ngươi đầy khắp đất, vì lính chiến chạm lính chiến, cả hai cùng ngã với nhau. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về sự Nebuchadnezzar vua Babylon sẽ đến đánh đất Ê-díp-tô. Hãy rao tin trong Ê-díp-tô, truyền cho Mít-đôn, báo cho Nốt và Tác-pha-nết, nói rằng: hãy đứng sắp hàng trực sẵn, vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi. Vì sao những người mạnh của ngươi bị cất mất? Chúng nó không đứng được, vì Đức Giê-hô-va đã đuổi chúng nó. Ngài làm cho nhiều người đi siêu tó, người này ngã trên kẻ khác mà rằng: đi hè, trở về nơi dân ta, trong đất chúng ta sinh ra, xa nơi gươm dao ức hiếp. Tại đó họ kêu lên rằng: Pharaon vua Ê-díp-tô bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi. Đức vua, danh ngài là Giê-hô-va vạn quân phán: thật như ta sống, kẻ thù đến như núi Tha-bô dấy lên giữa các núi khác, như cạc mên thò ra ngoài biển. Hỡi gái đồng trinh ở Ê-díp-tô, hãy sắm đồ lề đi làm phu tù, vì Nốt sẽ trở nên hoang vu, sẽ bị đốt, không có dân ở nữa. Ê-díp-tô là một con bò cái tơ đẹp đẽ, nhưng bị ong lỗ từ phương Bắc đến chích nó. Những quân thuê ở giữa nó cũng như bò con béo, nhưng chúng nó cũng xây lưng lại, thảy cùng nhau trốn tránh, không đứng vững được. Vì ngày tai họa, kỳ thâm phạt đã đến trên chúng nó rồi. Tiếng nó như rắn đi, vì quân nghịch nó kéo tới mạnh lắm, cầm búa rìu đến trên nó như thể thợ rừng. Đức Giê-hô-va phán: quân nghịch đốn chặt rừng nó không thể dò xem được, vì chúng nó đông hơn cào cào, không thể đếm được. Con gái Ê-díp-tô sẽ mang xấu hổ, sẽ bị nộp trong tay dân phương Bắc. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: này, ta sẽ phạt Amon là thần của Nô, luôn cả Pharaon và Ê-díp-tô với các thần và các vua nó, tức Pharaon cùng những kẻ nhờ cậy người. Ta sẽ phó chúng nó trong tay những kẻ đòi mạng chúng nó, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay tôi tớ người. Về sau, Ê-díp-tô sẽ còn có dân ở như ngày xưa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi. Hỡi Israel, chớ kinh hãi, vì ta sẽ cứu ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất mình bị làm phu tù. Gia-cốp sẽ trở về được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi ngươi đến. Còn ngươi thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt ngươi. Chương 47. Này là lời từ Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về người Philistin trước khi Pharaon chưa đánh Gaza. Đức Giê-hô-va phán như vậy: kìa, những luồng sóng từ phương Bắc nhảy lên, sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vật ở đất, ngập thành và dân cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân cư trong đất đều than thở. Nghe tiếng vó ngựa và tiếng xe cộ ầm ạt, bánh xe rầm rầm, thì kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối. Ấy là đến ngày diệt hết dân Philistin
và cất khỏi Tyre và Sidon những kẻ còn lại giúp nó, vì Đức Giê-hô-va sẽ diệt dân Philistin, tức những kẻ còn sót lại ở cù lao Cát-tô. Gaza đã trở nên trọc trọi, Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không. Các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ? Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển.